지금 루핑이 타이틀 돌다가 비트 패턴하고 맞춰줘 보세요. 지금 문제 들어왔고. 팀장님 지금 해도 돼요? 이영 팀장님 지금 해도 돼요? 네네 해도 돼요. 멘트 하면서 예 방 하듯이 해요. 실제 하는 것처럼 퀴즈 문제를 내고. 네 거의. 예, có nghĩa đây của những câu này là câu hỏi ra ngoài, tức là câu này là câu hỏi không trò chơi ra ngoài, những người đã chơi ra ngoài chắc là biết ở đây có thành nhưng mà các bạn đã không nhớ. Thế là thời gian hết rồi, mọi người đã có đáp án của mình chưa? Giờ mình sẽ hỏi một vài bạn, bạn nào trong câu hỏi này, bạn nào chọn đáp án ô, giơ tay.없이 다 붙여서 어, 다 붙여서 너무 나올 것 같은데 문제라 굳이 PGM MC가 보여줄 이유가 있나? 이상이 정말 정리 안 되는 거 처음 거 처음 거 아직 내가 그 말 들어야 뭐 지금 깨끗해 가지고 처음 거 아직 이 방법 하나 쓰라고 할게요.